một số anh chị lên đây lần đầu tiên chắc cũng chưa quen đúng không? Ngày xưa thì mình hay học ở quận 11 và quận 12. Thì kỳ này học ở đây vì cái cơ sở quận 11 thì tôi trả lại mặt bằng, hết hạn 9 năm rồi, hết hợp đồng rồi, trả lại mặt bằng. Còn những cái hội trường ở quận 2 và quận 12 thì đều có cái buổi đào tạo cho giáo viên nội bộ. Ở đây bữa nay cũng có đào tạo giáo viên nội bộ này, nhưng mà không quan trọng nên các bạn rời đi cái tuần khác. Nói về cái môn nhân tướng học thì ở đây có những bạn nào đọc được trên 10 cuốn nhân tướng học rồi đâu? Giơ tay thử đây. Tự luyện được ít nhất 10 cuốn trở lên rồi đâu? Có không? À, có bạn nào đọc luyện được 5 cuốn trở lên nữa? Mình học thì mình phải nghiên cứu về nó chứ. À, theo đâu bạn nào đọc được trên một cuốn đâu? Trên một cuốn. À, đấy. Dân ta vốn lười đọc sách như thế đấy. À, có một lần tôi lên Kon Tum Đắk Lắk, xong tôi vào một cái khu vực của một cái vị sư độc cư, thì vị sư đó ở đó cùng với cả một cái ông anh của sư, thì ông anh của vị sư đó cũng là người biết nhân tướng học. Thì lúc mà mình ngồi buổi tối mình ngồi nói chuyện với ông anh, mình mới hỏi cái chú đó là thế chú xem tướng thì chú đọc sách nào, thế mà ông tự luận thì ông chả đọc cuốn nào cả. Thế là tôi cho ông xem khoảng 3-4 người thì tôi phát hiện ra cái tự luận nó rất lung tung. Tức là nó rất lung tung, nó chẳng có căn cứ gì cả, nói theo cái cảm nhận cá nhân riêng. Thì như vậy thì cũng được, nhưng mà nó phải được kiểm chứng trên một cái tập dữ liệu đủ lớn. Ví dụ chúng ta phải kiểm chứng trên 1.000 người chẳng hạn, hoặc là 10.000 người chẳng hạn, trong suốt 30 năm chẳng hạn, thì chúng ta mới tạm tin nó được. Tức là nếu mà dùng kinh nghiệm cá nhân thì các bạn phải xác suất thống kê nó phải đủ, đủ dày. Còn nếu nó không đủ dày thì làm sao mình đáng tin được, đúng không? Nhiều khi cái cảm nhận cá nhân của mình nó sai thì sao? À, nên vì những cái ông thầy kiểu như vậy ấy, nó dẫn đến cái môn nhân tướng học trở thành một cái môn mê tín dị đoan. Xác suất thống kê thì cái tập không đủ lớn, lập luận căn cứ thì không có, toàn cảm nhận cá nhân, thì đấy là rõ ràng đây là một vấn đề rất lớn. Từ đó trở đi những cái người nào mà tư duy logic họ tốt, họ học hành bài bản, họ đi xem thì họ sẽ phán mấy ông thầy này toàn phán bậy phán bạ. Thành ra mang tiếng những cái môn học hàng nghìn năm. Có những thứ nó hàng nghìn năm nhưng gì vì mình không hiểu nó và mình không nghiên cứu nó sâu, làm sao? Chính chúng ta làm biến nó thành mê tín. Như bản thân tôi cũng mất 15 năm đầu tiên là cũng hơi bơi với nó. À, nhưng về sau rồi mình biết cách mình chắt lọc nó. Ở đây những anh chị nào đã từng học một khóa nào đó của BKE rồi đâu giơ tay cả. À, ok. Còn khoảng một nửa là chưa học bao giờ đúng không? Còn một nửa là học rồi. À, vậy tôi giới thiệu về tôi một chút nhé. Nhiều anh chị chắc cũng chưa biết. Cái lớp nhân tướng này này, tôi vẫn có một cái nhu cầu rất lớn là tìm nhân sự kế thừa. Bạn nào mà đam mê thì vào làm nhân sự kế thừa lớp này. Kinh nghiệm phải dày dặn, đặc biệt là kinh nghiệm về mặt tuyển dụng và đào tạo nhân sự. Nhân tướng nó dính đến tuyển dụng đào tạo rất nhiều, sắp xếp đội ngũ rất nhiều nha. Nó giống như là cái người chơi cờ trên bàn cờ, mà quân cờ ở đây nó là con người. Mình phải hiểu họ, mình mới đặt đúng vị trí được. Dụng nhân như dụng mộc là bài toán rất khó. Đây là những cái mảng dự án mà chúng tôi vẫn làm, vẫn đang làm, nghiêng về giáo dục nha, nghiêng về giáo dục nhiều hơn. Hệ thống trường Tuệ Đức này, rồi trí tuệ Việt Nam văn hóa đọc này, rồi những cái hành trình về dạy con, hành trình về ba gốc đạo đức trí tuệ nghị lực, rồi cộng đồng sống tử tế, rồi làng hạnh phúc, dạng dạng như vậy. Thì đây là những cái dự án chúng tôi vẫn đang làm. Rồi tủ sách tinh hoa, mỗi một gia đình của chúng ta nên có một cái tủ sách. Thay vì gia đình nào cũng có một cái tủ lạnh thì mình đặt một vấn đề là tại sao không có cái tủ sách. Tủ lạnh là nó nuôi cái dạ dày, cái tủ sách nó nuôi cái khối óc, và nó nuôi cái con tim thì lại không có. Làm thế nào để trái tim của mình nó thực sự là nó tử tế, nó tốt đẹp? Làm thế nào để khối óc của mình nó thực sự là nó sáng suốt, nó thông minh? Thì không trả lời, chỉ còn làm thế nào để cái dạ dày mình nó no, cái miệng mình nó sướng thôi. Trả lời nhanh lắm đấy. Nên ở Việt Nam các bạn để ý là đi dọc đường là quán nhậu đông nhất thế giới. Tôi đi rất nhiều nước, tôi chưa thấy nước nào mà quán nhậu dọc đường nhiều như Việt Nam ấy. Có những khu phố Việt Nam mà dài 3 cây số thì không có cái quán gì ngoài quán nhậu cả. Đấy. Ở nước ngoài không có cái hiện tượng này. À, không có hiện tượng này. Chúng ta nhìn vào, chúng ta phải đừng nghĩ nó là kinh tế, mà chúng ta nghĩ nó là cái thứ tàn phá kinh tế. Vì người ăn nhậu nhiều thì không chịu học, lười suy nghĩ và lười làm việc thiện, thì về lâu dài là tàn phá kinh tế. Trước mắt là có kinh tế mà lâu dài là tàn phá kinh tế. Nên cái nhìn ngắn hạn và cái nhìn dài hạn là khác nhau.
Đây là những cái mảng mà tôi vẫn đi đào tạo ở các sở ban ngành, các cái công ty khác nhau, các công ty khác nhau. Đây là cái lớp chánh kiến, lớp nói về ba gốc đạo đức trí tuệ nghị lực. Thì cái hội trường này ở cái trường Tuệ Đức ngoài Hà Nội, thì học mà kín cái hội trường như thế này thì khoảng 900 người học đó. Thì rất nhiều doanh nghiệp họ cho 20 cho đến 50 nhân sự đi học mỗi lần, 100 nhân sự thì họ cắt ra khoảng 3 lần. Để làm gì? Để họ đầu tư vào thái độ sống cho nhân viên, họ đầu tư vào văn hóa doanh nghiệp. Lớp chánh kiến là lớp thái độ sống cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, quan điểm sống, triết lý sống đấy nha. Đó. Và họ ngồi thành từng cụm để làm bài tập này. Đó, nôm na là vậy. Rất nhiều bạn coi giáo dục, coi đào tạo là một chi phí. Bản chất giáo dục và đào tạo là đầu tư chứ không phải là chi phí. Ví dụ một năm các bạn trích ra là 30 triệu để đi học. Trong tổng thu nhập của các bạn là ví dụ như 300 triệu đi, các bạn trích ra 10% để đi học. Thì 10% đó các bạn không tính là chi phí được, mà tính là đầu tư vào chất xám, đầu tư vào năng lực phát triển bản thân lâu dài. Rất nhiều bạn đi làm khoảng 10 năm mà không đi học cái gì cả. Thì tôi đảm bảo các bạn đi làm 10 năm mà không chịu đi học cái gì đó, chắc chắn bị đứng im một chỗ. Chỉ tăng được kinh nghiệm chinh chiến ngoài đời thôi, nhưng mà rất nhiều thứ tinh hoa bị đứng im một chỗ, không phát triển được. Thế giới nó đổi thay từng giờ từng phút mà, nhưng mà mình không chịu nắm bắt nữa. À, rồi cách nắm bắt như thế nào cho nó tốt, cách học như thế nào cho nó sâu thì cũng không ai dạy mình cả. À, về mặt kinh nghiệm bản thân thì tôi đến với môn nhân tướng năm 1988, năm tôi học lớp 10. Giai đoạn đó còn bao cấp, đến năm 1990 mới bắt đầu hết bao cấp. Giai đoạn đó mua sách nhân tướng về đọc, mà ra ngoài tiệm là phải mua lén. Ra ngoài tiệm sách cũ mua là phải mua chui. Tức là cái người chủ tiệm sách nó nhìn mình, nó đoán mình không phải là công an chìm, nó mới dám bán. Còn không nó bán là nó bị bắt luôn. Cái giai đoạn nó khủng khiếp, giai đoạn bao cấp khủng khiếp. Mua bất cứ một cái cuốn sách gì, kiểu như nhân tướng, kiểu như là yoga, kiểu như tử vi là có thể bị nhốt vào trong bọt. Đó, thì tôi đọc từ cái giai đoạn đấy. Tôi đến với cái môn này là vì tôi hay ở nhà thằng bạn. Tức là một tuần có 7 ngày thì tôi ở nhà tôi khoảng 2 đến 3 ngày. Còn mấy ngày còn lại tôi toàn ngủ nhà bạn, đi lang thang nhà thằng nọ thằng kia. Thì tủ sách tụi nó có cái gì thì mình lục ra. Thì nhà thằng bạn có một cái quyển nhân tướng học của Hy Chương rất là dày. Thế là mình mượn về mình phôi photo. Xong từ đó trở đi mình biết là có cái món này trên đời. Mình bắt đầu đi tiệm sách cũ mình tìm. Thì tiệm sách cũ nó có khoảng loanh quanh một chục cuốn khác nhau. Sách về sau là copy từ chục cuốn này ra, nó xào nấu lại, cho nó in thành sách mới bây giờ thôi. Chứ còn nó thiếu lung tung rồi. Ví dụ như cái quyển nhân tướng học của Hy Chương mà làm kỹ nó khoảng 800 trang. Thì bây giờ nó in ra bên ngoài khoảng 300 trang nó bán cho các bạn. Đó, thì nó cứ giống giống nhau là vì thế. À, nên bây giờ bên ngoài mà mua sách nhân tướng chắc phải lên 5-60 cuốn rồi. Nhưng cũng loanh quanh từ chục cuốn ngày xưa nó ra thôi.